một cái cuộc gọi là diễn biến hòa bình để mà mưu cầu tự do dân chủ nhân quyền cho nhân dân. Lâu nay thì bọn đảng, bọn tham nhũng bán nước của Vinh thì chúng nó rất sợ diễn biến hòa bình, kể cả diễn biến chiến tranh, để mà quét sạch bè lũ chúng nó tham nhũng bán nước của Vinh, để chúng nó không tham nhũng được nữa, không bán nước, không cầu Vinh được nữa, không có còn làm thân phận con sâu, con bọ, con mọt để mà đục khoét ngân sách nhà nước, đục khoét đất đai rồi là tiền thuế của nhân dân được nữa. Chúng nó cứ quy tội những người yêu nước, bảo là diễn biến hòa bình, chúng nó sợ diễn biến hòa bình. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là chúng nó sợ diễn biến hòa bình chứ nhân dân đâu có sợ diễn biến hòa bình đâu. Người dân người ta thích có diễn biến lắm, thích có diễn biến hòa bình lắm, thích có diễn biến chiến tranh lắm. Cái luận điệu của chúng nó láo toét, nó lan truyền cho dân chúng là bảo diễn biến hòa bình là có tội. Vấn đề có tội là có tội với ai? Có tội với lũ chúng nó hay là có tội với dân? Thực ra chẳng hề có tội với dân cả. Người dân người ta thích diễn biến hòa bình lắm. Cái lũ chó má của chúng nó đều giả, suốt ngày chúng nó cứ sợ dẫn muốn đi diễn biến hòa bình. Từ cái thằng Lê Khả Phiêu này, cái thằng chó Lê Khả Phiêu ấy, tôi phải chửi thằng Lê Khả Phiêu, thằng chó Lê Khả Phiêu luôn. Tôi chửi đích danh luôn chứ tôi không thèm nói sau lưng đâu. Tôi bịt mẹ cái thằng Lê Khả Phiêu, suốt ngày ngày mày cứ rêu rao là chống diễn biến hòa bình, mày chống diễn biến hòa bình mai bịt mẹ mày nhá, bịt mẹ thằng Lê Khả Phiêu nhá. Người dân người Việt Nam người ta muốn có diễn biến hòa bình để mưu cầu tự do dân chủ nhân quyền cho nhân dân. Chúng mày lại đi buộc tội người dân Việt Nam. Chúng mày chống lại cái diễn biến hòa bình. Thế là chúng mày thích có diễn biến chiến tranh à? Hả? Địt mẹ thằng Lê Khả Phiêu. Rồi địt mẹ cả cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó. Chúng mày này cũng lại giở trò tiếp tục như thằng Lê Khả Phiêu, chúng mày lại lại muốn chống lại người dân là diễn biến hòa bình. Thế chúng mày không thích diễn biến hòa bình thì chúng mày thích diễn biến chiến tranh phải không? Chúng mày thích diễn biến chiến tranh rồi thì dân dân Việt Nam năm nay 2017 này chúng nó sẽ chiều chúng mày đấy. Mỹ nó sẽ bắn tên lửa Tomahawk vào tận nhà chúng mày đấy, chúng mày cứ liệu hồn đấy nhé. Cái vấn đề nhân quyền đéo phải của chúng mày nhé. Cái nhân quyền của con người là cũng đéo phải của thằng nào hết nhé, đéo thằng nào được quyền cho nhân dân Việt Nam đâu nhé. Cái quyền con người là của Thượng Đế ban ban tặng cho tất cả mọi con người sống trên trần gian này nhé. Tao nói chúng mày biết, chúng mày không biết luật chúng mày đừng có mà vớ vẩn, hay chúng mày biết chúng mày bịp dân tao à? Tao không thể chấp chấp nhận chúng mày bịp bợm tiếp tục đối với nhân dân Việt Nam yêu thương của tao. Đất nước này, dân tộc này, nhân dân này là những người họ hàng nội ngoại của tao, là những người thân máu mủ của tao, là những người bạn bè của tao, là những người thân thuộc của tao, là nhân dân Việt Nam yêu thương của tao nhé. Người dân Việt Nam bây giờ người ta không còn ngu như 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 trước đâu nhé. Người ta bắt đầu hiểu biết ra rồi. Bây giờ internet mấy chục triệu người Việt Nam đã biết sử dụng internet rồi. Quan hệ đối ngoại, giao lưu kinh tế, văn hóa nước ngoài người ta biết rồi nhé. Chúng mày hết đường, chúng mày bị bợm dân nhé. Cái quyền con người là do Thượng Đế ban tặng. Công chức chính quyền ăn lương của dân, do người dân nộp thuế tạo ra ngân sách để chung để nuôi nấng chúng mày. Thì chúng mày phải có nghĩa vụ để đi bảo vệ cái quyền con người cho nhân dân được hưởng đầy đủ tự do, đầy đủ trọn vẹn. Chứ đâu phải cho chúng mày cứ nói dở giọng, chúng mày lấy đéo đâu ra để cái chính quyền, để chúng mày lấy đâu ra quyền con người để chúng mày cho dân. Chúng mày được có bao nhiêu tuổi à? Chúng mày có bao nhiêu tuổi mà chúng mày đẻ ra cái dân tộc này, đẻ ra cái nhân dân này mà chúng mày dám ban cho cái nhân dân Việt Nam này, cái dân tộc này cái quyền con người? Chúng mày làm bộ như chúng mày cho gì dân ra mới được. Chúng mày có nhân quyền không? Chúng mày có tự do, chúng mày có dân chủ ở đâu mà chúng mày lấy cái quyền gì mà chúng mày cho dân hả? Tao nói điển hình thằng Lê Khả Phiêu và thằng Nguyễn Phú Trọng là tao nói tất cả cái bè lũ chính quyền của chúng mày đấy, chúng mày đừng có láo. Chúng mày tiếp tục láo nữa nhé, để nay mai dân nổi giận tao không can nữa đâu. Tao mặc kệ dân nó muốn mẹ đến đập vỡ đầu chúng mày ra, cắt cổ chúng mày, tao mẹ vỗ tay, tao đéo thèm can nữa đâu. Chúng mày tử tế biết khôn hơn, quay đầu trở về với nhân dân. Nay mai người dân người ta làm quá thì thôi, có thể tao đúng là tao can bảo thôi, chúng ta biết ăn ăn hối cải hối cải rồi thôi, người dân đánh giơ cao đánh khẽ, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại thôi, vị tha bác ái, tha tội cho chúng nó. Ok, còn chú mày mẹ hồn á, mẹ kiếp, nay mai dân nó lột hết tài sản của chúng mày luôn, nó bỏ tù chúng mày luôn, thằng là tội nặng bắt biết được nhá. Còn địt mẹ chúng mày, tao chửi chúng mày đấy, tao chỉ là tao chỉ đúng, tao đéo chỉ sai đâu, vì chúng mày vi phạm nhân quyền của tao, chúng mày vi phạm quyền con người của tao mấy chục năm nay, năm qua đến nay rồi. Tao là thằng yêu nước, tao là thằng tử tế mà chúng mày đè đầu kết của tao, chúng mày vi phạm quyền lợi của tao từ năm 1989 đến nay.
chúng mày gây khó khăn cho tao, chúng mày gây khó khăn cho cuộc đời tao, cho gia đình tao và những người tao yêu thương nhé. Tao có quyền chửi chúng mày là đúng, tao không được có quyền chửi. Nhưng chúng mày bậy bạ, chúng mày tham nhũng, chúng mày bán nước, chúng mày cầu vinh. Trương Tấn Sang nói ra rả đấy, là bây giờ đảng viên công chức chính quyền tham nhũng nhiều quá, phát triển như bầy sâu bọ phá hoại mùa màng. Chúng mày không thành sâu bọ thì tao cũng không lỡ chửi chúng mày làm gì. Nhưng chúng mày người, chúng mày không muốn làm con người mà chúng mày muốn làm con sâu bọ, nó đội nốt người, đội người, cho nên tao phải chửi. Tao không chửi tất cả các quan chức tham nhũng đâu. À tao xin lỗi, tao không chửi tất cả quan chức công chức chính quyền đâu. Vì công chức chính quyền cũng có những người tốt, tao không chửi hết. Tao chửi là tao chửi cái bọn tham nhũng. Tao chửi là tao chửi cái bọn tham nhũng cộng với bọn bán nước, bọn cầu vinh, cái bọn bố láo đó. Nhá. Yeah.